chào cả anh em nha. Hôm nay lên cho anh em con máy cày Kubota L2602DT ha. Hai cầu ha, bốn máy bên cơ sáu cơ, rồi cho anh em coi phần trong đây luôn đó. Hai cầu bốn máy ha, trợ lực lái bên cơ sáu cơ nè đó, kìa nha, máy cực kỳ đẹp luôn đó, đẹp từ trên xuống dưới luôn chứ không phải chỗ đẹp chỗ không nha đó. Còn hơi bám bụi tí nha đó, để nguyên zin luôn mà bồ. Phan coi cái thông số trên cái này nè, nó có cái thông số trên đây nè, còn rất là mới luôn ha đó, đẹp ben xà ben luôn. Rồi bô này được nhận cái bô đen đó nha, chứ không phải nó rỉ đâu, nó rất là cao luôn. Đầu tiên cho anh em phần phía trước nha, phía trước của nó là tem đây, Kubota cực kỳ đẹp luôn, đèn của nó nè, nó cụm đèn của nó còn rất là đẹp luôn, tà đầu còn rất là đẹp, rất là sáng luôn, phía dưới nè ha, nó mặc dù chiều chiều rồi nhưng mà con rất là sáng, rất là đẹp luôn nè, cầu trước rất là đẹp luôn, nó xanh lè xanh lét luôn, không có xì dầu chảy nhớt gì hết ha, mâm thì đẹp nè, nó bên nào cũng như bên đó hết, thấy không? Rồi vỏ trước thì đẹp, nó bị gai vỏ nhỏ và nhẹ vậy nè, gần như là không có luôn ha, anh em thấy không? Nó nét lại cho anh em coi nè, thấy không? Nó gai dạng nhăn dai thôi chứ không phải là gai ha. Đây, nó cái mâm trước nè, đẹp, bên nào cũng như bên nấy hết. Rồi em nhãn mát con này là nguyên zin luôn, thấy không? Dàn lông cũng zin mà cái máy móc thì nó cũng zin hết đó. Bây giờ quay xương qua cho anh em coi thôi, chút xíu nữa mình test máy cho anh em coi ha. Cái miếng pika cực kỳ đẹp luôn, chiều nay xe chạy nhiều quá hơi bị ồn ha, chỗ nào anh em nghe không rõ thì anh em có thể liên hệ, thông số nào nghe không rõ thì liên hệ mình, để mình số điện thoại của phòng mô tả đó, hoặc là trên video luôn đó, để mình nói cho nó rõ ha. Đó rồi, tiếp đến cái phần quan trọng nè, coi đến cái phần túp lô nè, cực kỳ đẹp luôn đó, thấy không? Đây đó, cái số giờ của nó, con này chạy quá lướt luôn anh em coi nha, 504 giờ lướt. Rồi ghế của nó là ghế zin luôn, trời ơi nhìn là biết ghế zin rồi, không cần quảng cáo, không cần nói gì hết luôn ha, nó có hai cái lỗ thoát nước đây, số sới đây ha, đó số đây nè, coi nè, thấy không? Còn rất là ok luôn, sơn còn rất là dày luôn, người ta đặt là ít mà. Bên Nhật này con này học dạng xài khá là lướt, anh em nào mà thích thì nhanh tay chốt ngay nha. Nè, có chỗ nào bị đầy sơn nè, này thì bị đầy sơn chứ không phải là rỉ nha, chỗ này gắt chân đi hay lên đi xuống á, đó thấy không? Đó đây, đó, những cái cần số đây, đó, anh em nào trong nghề nhìn là biết ha. Rồi mâm sao, trời ơi mâm sao đẹp gì đẹp dữ rồi trời, đó, đẹp thì đẹp nhưng mà nó vẫn có đầy sương sương nha, đó cái điểm đó thôi nè, ốc này nó đen đen vậy thôi nhưng mà nó không phải rỉ đâu nha, kiểu như nó bị oxy quá chút đỉnh thôi. Vỏ không số vỏ đây 12.4x24 cực kỳ đẹp luôn. Còn cái dè nè, cái dè phải nói chứ từ trên xuống dưới nó đẹp, đẹp thì đẹp nhưng mà nó vẫn bị tróc sơn nè ha, nó nè trong đó nó bị tróc sơn nè, nó con này phải nói cực kỳ đã, cực kỳ đẹp luôn nha, nó theo mình đánh giá thì phải nói 90% luôn nè. Dàn sới phía sau nè, nó đông đanh, con này chưa gắn được chuột, chưa thử được, chút xíu nữa mình test máy nâng lên hạ xuống rồi nha, đó nè còn rất là đẹp luôn nè, nó thấy không, con này mà sới là vô tư luôn đó. Hai cái đùi ếch phía sau nè, kiếm nhật, hai thanh kiếm nhật cực là dày luôn, nó cực là đã luôn. Đó, hai cái đùi ếch nè ha, hai đùi ếch thì khô queo luôn, nó không có xì dầu chảy nhớt gì hết luôn, mấy con này xài sướng lắm cho nên em yên tâm đi ha. Đó, nè đó, để nhanh nó còn hoạt động bình thường nè, đó rồi tới bên đây thì coi bên đây luôn để cho anh em thấy được cái nó ha, nó mặc dù nó hơi bám bùn bám bụi nhưng mà nó còn rất là đẹp luôn, đẹp mà đẹp phải nói luôn đó. Rồi cái dè bên đây thì cũng rất là đẹp luôn nè, thấy không? Nó bên nào cũng như bên ấy hết trơn á, chứ không phải bên đẹp bên không. Còn cái mâm của nó thì nó như thế này đây, nó thì chỉ nhìn đánh giá thôi chứ giờ không nói nó mới nó đẹp nữa, chỉ nói nó như hình thôi, như video.
Con máy này phải nói là quá đẹp cho nên là không có tâng bốc gì nhiều, chỉ nói sương sương giới thiệu sơ qua, rồi anh em nào thích thì liên hệ nha. Thì địa chỉ là quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nha. Đường nè, còn rất là đẹp luôn. Đó, nè, thắng nè, thấy không? Còn dàn khè luôn, người ta đạp rất là ít. Đó, cho nên nó vậy nè, thấy không? Nè, dàn khè luôn. Đó, quá đỏ luôn. Lốc nè, đó, chiều chiều cứ soi lốc anh em có thấy không? Nhưng mà những soi xương xương cho anh em coi ha. Đó, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đó, xanh này là kiểu như màu xanh xanh da trời á, xanh biển á. Vàng long thì phải nói chứ đẹp như long chim yến hả, long phượng hoàng chứ, phượng hoàng hơi quá. Đó, cụm đèn xi nhan còn rất là ok, sao là bình thường ha. Rồi giờ đi xa xa ra cho anh em coi cái phần tổng quan ha, để anh em thấy được cái chi tiết. Đó, tổng quan sương sương để hình dung được con máy nó đẹp cỡ nào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình là test con máy cho anh em coi nha. Ok, giờ mình thủ mình quay cho anh em coi ha. Thì lâu lâu thì mình gắn cái dàn xới vô thì quay luôn, không ngày quay không có cái máy nào gắn dàn xới hết á. Chút xíu hả thì tết tới tết lui rồi coi dàn xới rồi coi sao ha. Bây giờ nó cũng đã kiểu như sập chiều rồi, cho nên là kiểu như nó hơi tối tối tí thì anh em coi anh em cũng thông cảm nha. Giờ này xe chạy nhiều lắm, xe chạy cực nhiều luôn, máy chạy cực kỳ êm luôn. Con này phải nói cực kỳ đẹp luôn, zin là bao zin luôn, xài là hết. Mấy con này ở mấy anh Tây Nguyên hết lắm nha, kiểu như không có Tây Nguyên cũng đúng, mà ở cái vùng mà đồi núi với vậy dốc rồi xình lầy đồ á thì mấy con hai cầu này xài bao phê luôn nha. Đó, leo nè, trèo nè, bường nè, bơi nè, tập đỡ luôn. Thì ngoài cái nhiệm vụ chính để cài để xới ra thì mình còn có thể làm những cái công việc khác như là gắn cái cổng vô nè, thấy không, gắn cái móc vô nè, kéo, hoặc là sang hơn nữa là mình có thể đi uống cà phê cà pháo đồ, đưa con đi học đồ. Nói chung là nhiều cái công việc để xài lắm, máy này cực kỳ đã luôn, nguyên zin luôn. Wow, chưa có đụng chạm gì hết. Dàn xới mà còn đẹp men luôn rồi ha. Con này chạy tốc độ là khá là nhanh luôn á. Anh em nào thích thì liên hệ số điện thoại trong mô tả nha. Cái đầu hồi nãy gắn cái bình vô mà chưa có vô ngàm cho nên là nó hơi phập ra. Đó, bình thường phải bắt ốc lại. Đó, do là ẩu để cái bình mà ụp cái đó lại nó chưa có cứng. Cho nên nó hơi hở. Phải làm cái thao tác là dặn lại cho nó vô ngàm lại mới ok ha, cái này là chuyện bình thường ha. Đèn kìa, xài ngon lành trơn tru luôn, máy thì nổ thì thầm. Chạy như thế này còn gì bằng nữa, bụi lên hơi bị nhiều luôn á. Anh này chiều chiều ở đó bụng mà chạy bão quá, xe sòn sòn là chịu không có nổi đâu. Cho cái ben
lên rồi lên sớm rồi quay vòng vòng chơi. À, cực kỳ đã luôn nha. Chỉ lên xuống thôi, chưa lên sớm thôi, chưa gắn cái đuôi chuột cho nên là chưa có quay được, thấy không? Đó, ngon lành luôn. Bên cơ số cơ. Tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ á thì mình xa xa ra cho anh em coi tổng quan ha.